Xin chào quý anh chị cô bác luôn nha. Rồi thì tiếp tục em lên sáng công tâm ngày 29 tháng 10 năm 2023 đó. Rồi số 15 đầu tiên 24 số cũng đẹp, 42 rồi, số này cũng tuyệt vời. 57 61 70 tôm tôm na chủ nhật cái số nhiều nha anh chị, số nhiều lắm à. Số 19 98 06 80 31 62 58 66 99 số 10 29 38 01 cái đây Thừa Thiên Huế nha anh chị. 90 72 25 16 07 43 34 93 84 35 23 35 số đẹp nè. 52 đó, số này đẹp nè. 23 35 22 35 35 số này đẹp quá à. Rồi anh chị là mình mua số nghe, điện cho em nha anh chị, số điện thoại của em 0968 634 712, số Zalo luôn nha anh chị, 0968 634 712. Em tên là Vi Ngọc Tài, ngân hàng Agribank, tài khoản là 451-220-527-32226. Đó, anh chị nào có nhu cầu mua số điện thoại đặt trước em, em giữ số cho anh chị lấy trước giờ còn tốt, trước giờ 5:20 nếu ở khu vực này. Còn chị ở xa thì có gì thì em quý vị tin tưởng thì để em giữ số giùm hả, bỏ vô cái xét khóa lại. Rồi em bán ở đậu 12 thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đó, cây xăng dầu Tịnh Đông đó. Giờ ông nhân qua đường và kế sinh đường Thu Bác đó. Anh chị ở khu vực này mà hoặc là ở Quảng Ngãi đi ngon qua đây thì ghé mua đó. Nè anh chị ha, khu vực em bón đây đó, chỗ cây xanh à, em có cây xanh rất là to nha anh chị đó, cây xanh nè to này, thấy không đó, bón ở đây cây gốc doa nữa, ngay gốc doa có ông chú ông bón nữa đó, cũng chung đại lý bón trên đó. Nên anh chị tới đây thì khu vực này là Tịnh Đông này bón dây số rất là nhiều đó. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em, chúc anh chị chiều nay thằng Tài gõ cửa mọi nhà anh chị trúng những cái giải lớn, phước lộc phúc tài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị cô bác luôn nha.